Đây nhá mọi người á, đang ở đây là đang ở Phủ Dày nhá. Phủ Dày ở Nam Định nhá, đoàn đang đến Phủ Dày rồi. Đấy, đang chuẩn bị vào phủ đây. Đấy, nhân vật quan trọng xuống cuối cùng nhá, có cái mũ nhìn rất là sành điệu, không hiểu ở đâu có là cái mũ cực kỳ sành điệu nhá. Đấy, nhân vật cực kỳ quan trọng xuống cuối cùng luôn mà đội cái mũ cực kỳ sành điệu luôn. Đấy, đây đang ở Phủ Dày đây, xe cũng rất là đông, rất là nhiều xe đây. Đấy, đây đang Phủ Dày đây. Có lễ kia là đoàn có lễ hết à cô, hoa đẹp nhỉ, rất là đẹp. Đấy, rất là nhiều hàng quán bán ở đây, hình như là nó có giày đây, còn ở bên kia nữa nhỉ. Dạ. Mua cái gì? Bán nhiều đồ nhỉ? Đây là chính phủ mẫu nghi thiên hà, Phủ Dày nơi thánh mẫu giáng sinh. Đây.
vương sầu cùng xuống thiên.